Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Hoàng Thùy công khai có tình mới sau hơn 2 năm chia tay bạn trai Tây. Cách đây ít giờ, Hoàng Thùy cập nhật hình ảnh mới nhân dịp Giáng sinh. Khác với những hình ảnh đơn lẻ thường thấy, lần này chân dài chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 ngầm xác nhận người giấu mặt là bạn trai khi đăng dòng trạng thái: "Tất cả những gì em muốn trong Giáng sinh là anh, kèm icon trái tim ngọt ngào." Hoàng Thùy là ngôi sao rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Đã lâu rồi cô không đề cập đến chuyện yêu đương trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông. Chính vì thế, động thái xác nhận có bạn trai mới của Hoàng Thùy khiến bạn bè dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Trước những bình luận chúc phúc, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam dùng biểu tượng yêu thương thay cho lời cảm ơn. Khởi nghiệp từ danh hiệu quán quân Việt Nam Next Top Model 2011, Hoàng Thùy cho tới nay đã có gần 10 năm hoạt động showbiz. Mặc dù nổi tiếng nhưng Hoàng Thùy rất kiệm lời về đời sống tình cảm. Dư luận chỉ biết đến một mối tình của người đẹp trước đó với người đàn ông ngoại quốc biển trai. Được biết họ gặp nhau khi Hoàng Thùy đang theo đuổi công việc người mẫu tại Anh Quốc. Cặp đôi có khoảng 2 năm gắn bó. Cuộc tình chấm dứt sau khi Hoàng Thùy đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Trước đó nàng hậu từng nhắc về cảm xúc với người yêu cũ khi gặp lại. Đó là chàng trai khiến mỹ nhân này chết đi sống lại khoảng 1 năm sau khi tình cảm rạn nứt. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Thùy khẳng định bản thân mình đã không còn cảm xúc. Cô viết gặp lại người yêu cũ dường như không có cảm xúc gì. Nghĩ lại lúc chia tay mình đau khổ hơn 1 năm trời, chết đi sống lại. Đúng là người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi vết thương. Sau khi đăng quang, Hoàng Thùy tất bật với công việc và những dự án cá nhân của mình. Người đẹp từng chia sẻ rằng bạn trai Tây là một trong số những nguồn ủng hộ tinh thần lớn trong suốt quá trình cô tham gia cuộc thi. Quán quân Việt Nam Next Top Model tâm sự, người yêu cô không sống ở Việt Nam bởi anh có công việc tại nước Anh, nhưng rất hay theo dõi thông tin, cập nhật tin tức về Hoàng Thùy thông qua báo chí. Hoàng Thùy thi thoảng có úp mở hình ảnh bạn trai trên trang cá nhân. Cặp đôi còn từng bị công chúng bắt gặp đi chơi với nhau tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng đến tháng 3 năm 2018, không còn thấy Hoàng Thùy nhắc hay chia sẻ bất kỳ thông tin gì của bạn trai như trước. Cư dân mạng bắt đầu nghi vấn mối quan hệ giữa cô và một nữ của mình đang có trục trặc. Hoàng Thùy sau đó xác nhận đã chia tay bạn trai Tây được một vài tháng, nguyên nhân là vì khoảng cách địa lý, chứ không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.